đó là chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Và đầu tiên chúc tất cả các bạn các chị sức khỏe, hạnh phúc, vui và luôn hạnh phúc trong cuộc sống nhé. Và hôm nay em xin phép giới thiệu với các bạn các chị cái dòng xe phổ thông dành cho đi ngon, ít có hư hỏng vặt nha các bạn. Và với chiếc xe đầu tiên em muốn xin giới thiệu với các bạn các chị ngày hôm nay, đó là chiếc xe Honda City. Đây là chiếc xe Honda City đầu tiên nguyên bản luôn, chạy cực kỳ ngon, máy cực kỳ êm. Còn cũng theo năm tháng rồi nó cũng cũ rồi, nhưng mà hình của nó cũng còn nguyên liền lạc pin nguyên bản luôn. Từ cái mặt xi nhan, cái mặt gớt có chữ City chăm luôn các bạn. Cho tới màu sơn của em nó cũng còn riêng luôn. Rồi dàn phuộc hay dàn bạc của nó tất cả là còn nguyên hết, cho đến tem gấp, tem lóc gì, nói chung là em sửa cái một gì còn nguyên hết, nhưng mà nó cũng cũ theo thời gian rồi các bạn. Em này mang biển số là 53S37027, biển số thành phố, máy móc cực kỳ êm luôn. Em này thì với chiếc xe Honda City này thì mình mong muốn bán với giá là 7.500.000, 7.500.000 nha các bạn. Kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn cái gì, chiếc xe Honda Custom 70. Đây là chiếc xe Honda Custom 70 có đề nha các bạn. Đây là chiếc xe Custom 70 có đề, có đề đẹp, đụng vô ép nổ là liền, nhẹ nhàng, máy móc rất là êm. Và chiếc Custom này mang 70 này mang biển số là 53F1 4229. Và với chiếc xe Super Cup Custom 70 này thì mình mong muốn bán với giá là 6.500.000, 6.500.000 nha các bạn. Rồi em xin cảm ơn. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Yamaha Sirius, Yamaha Sirius màu trắng tem hoa văn, bánh căm bánh đĩa, Yamaha Sirius. Và với chiếc xe Yamaha Sirius này đi xa rất là tốt và rất là bền, xe ít có hư hỏng vặt lắm nha các bạn. Yamaha Sirius này là đi rất là gọn, rất nhỏ gọn. Em này mang biển số là 54V72911. Và với chiếc xe Yamaha Sirius màu trắng này còn rất là đẹp này, mong muốn bán với giá là 10.300.000, 10.300.000 nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là xin giới thiệu với các anh chị chiếc xe Honda Way Alpha, Honda Way A rồi, Honda Way A màu vàng. Xe này là xe Honda Way A lốp đen các bạn, vàng đen lốp đen luôn. Xe còn rất là liền lạc, máy móc là chuẩn kim luôn. Way A màu vàng. Em này mang biển số là 54T13029. Và với chiếc xe Honda Way màu vàng này còn khá là liền lạc đẹp này thì mình mong muốn bán với giá là 10 triệu nha các bạn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Way S110, Honda Way S110. Honda Way S110 này em nó có cái màu đỏ vàng. Máy em này chạy thì rất là ok luôn. Nói chung là hãng Honda thì những cái xe dòng bình dân này thì đi rất là ngon, rất là phù hợp cho chúng ta đi mua để làm phương tiện đi lại, rất là kinh tế. Em này mang biển số 59X113926. Và với chiếc xe Honda Way S110 này thì mình mong muốn bán với giá là 10.300.000, 10.300.000 nha các bạn. Rồi, kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Yamaha Sirius RC bánh mâm bánh đĩa FT xăng điện tử, còn rất là đẹp, rất là mới, rất là liền lạc luôn. Cứng cáp Yamaha Sirius, xe này thì các bạn các anh chị biết rồi, đi nó rất là ngon, đi xa rất là đậm, đi nói chung là ngon, không có hư hỏng vặt gì hết, ít
này mang biển số 59F176602 và với chiếc xe Yamaha Sirius RC này thì mình mong muốn bán với giá là 12 triệu cho chiếc xe Yamaha Sirius RC bánh mâm đĩa FI cũng thành điện thoại. Còn cái nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các chị muốn xe Taycan, đó là chiếc xe Suzuki, Suzuki Acelo, Suzuki Acelo bánh mâm thắng đĩa mà là hai thắng đĩa luôn nha các bạn. Hai thắng đĩa này là hai thắng đĩa riêng của Suzuki. Hai thắng đĩa an toàn phía sau. Và với chiếc xe này em nó mang biển số 59V197215 và với chiếc xe Suzuki Acelo này thì mình mong muốn bán với giá là 10 triệu. À, 10 triệu cho chiếc xe Suzuki Acelo 2 thắng đĩa kiếp sau. Còn ghế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn cái gì, một cái chiếc xe Honda Lee đời cuối cùng luôn, đời 27, đời cuối cùng 27, màu đen bóng mới tinh, mới thật là mới luôn, Honda Lee đời này xong là nó qua cái form mẫu mới nha các bạn. À, đời cái ly này là mẫu 2017 rồi, nẹp si nè các bạn, nẹp si nè, mới lắm, chiếc xe này nó mới tinh nè. Em này nó mang biển số 59V277574 và với chiếc xe ly còn rất là đẹp, rất là mới nè, rất là đẹp, rất là mới từ trên dưới, từ trong ra ngoài, từ trái qua phải, từ trên dưới luôn, từ trước ra sau luôn, thì với chiếc xe ly này còn đi nguyên bản luôn. Thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 26 triệu nha các bạn, 26 triệu cho chiếc xe Honda Ly đời 2017 rồi. Cảm ơn. Còn cái nữa là em xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda AB. Đây là chiếc xe Honda AB màu đồng đen 125 FI không xăng điện tử. Đó. Chiếc xe Honda AB 125 này thì cái máy nó rất là êm mà đề nó cũng lên rất là êm nha các bạn, đề lên rất là êm mà chạy xe thì rất là đậm. Mà đi thì nó rất là ít hư hỏng vặt, đi rất là ngon. Và cái cốp cái chiếc này nó cũng to lắm các bạn, đựng được rất là nhiều đồ luôn. Em này mang biển số là 59B118661 và với một chiếc xe Honda AB 125 FI cũng xăng điện tử bánh mâm thắng đĩa này thì mình mong muốn bán chiếc xe Honda AB này 125 này với giá là 23 triệu 500 ngàn, 23 triệu 500 ngàn nha các bạn. Cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các chị một chiếc xe Honda AB Thái, Honda AB Thái màu đen cam tuyệt đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. AB Thái mà màu đen cam là cái màu đẹp nhất của cái AB theo mình nghĩ vậy các bạn. Còn các bạn các chị nghĩ sao thì xin cho em